Theo Bộ Y tế, trong 24 giờ qua thì toàn quốc vẫn ghi nhận nhiều ca nhiễm mới. Tính từ 16 giờ ngày 23 tháng 1 đến 16 giờ ngày 24 tháng 1, Việt Nam ghi nhận 14.362 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 55 ca nhập cảnh và 14.307 ca ghi nhận trong nước. Trong ngày, có 36.331 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh và có thêm 165 ca tử vong được ghi nhận. Tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam là 2.155.784 ca, tổng số ca được điều trị khỏi là 1.841.180 ca. Để phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, toàn dân hãy thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K, gồm khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế, đồng thời tiêm vaccine phòng COVID-19 khi đến lượt và chủ động ứng dụng công nghệ trong phòng chống dịch bệnh.